Ái, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ thay nhớt và cái combo Motul với nhớt láp của Repsol và cái vệ sinh hệ thống xăng xe máy, dầu bôi trơn tổng hợp chất làm sạch. Thì cái Lucem này là hàng của Đức nha. Thì cái này sẽ đổ trực tiếp vô xăng. Rồi, bây giờ mình sẽ rồi bây giờ cái này sẽ đổ trực tiếp vô bình xăng. Bây giờ sẽ thay nhớt nhớt láp và nhớt nhớt máy. Rồi bây giờ mình sẽ thay nhớt láp nha. Nhớt láp của nhớt láp này thì nó đã đục ngầu rồi, nghĩa là đã chạy quá số km này nè. Thì nếu mình chạy vậy á, xe mình sẽ bị kêu nha. Thường á là mình chạy 10.000 cây hoặc thay 3 bình nhớt máy thì mình sẽ thay một bình nhớt láp. Còn này là chạy hơi nhiều. Rồi. Nhớt láp của Yamaha thì mình sẽ đổ vô trong cái chỗ hộc này. Cái này nó là cái nắp thôi chứ nó không phải là cái chây thâm nhớt giống như cái nhớt máy nha.
Rồi bây giờ sẽ thay nhớt máy nha. Nhớt máy của thằng Gia thì nó, cái con ốc nhớt nó dưới này nè, nhớt nó dưới này, nhớt nó dưới này. Sử dụng con tán 12 nha, con ốc 12 12 nhớt này đen đen lắm nha. Khi mình dặn ra mình phải vệ sinh cái này, tại vì cái này chỗ này nó dơ nè, phải vệ sinh cho nó sạch, tại vì này nó có thể vô trong cái máy rất là nguy hiểm nha. Nếu vô trong máy thì sẽ xước xước các chi tiết động cơ như là xước bắp nè, xước dên nè, xước đầu lòng nè, nó nhiều thứ lắm. Nên cái này mình phải kỹ, mình phải chùi cho nó sạch. Và khi mình thay nhớt á, mình nên trước khi mình thay á, mình không có để nên để nhớt nó nguội nha, mình nên để cái nhớt nó mình nên khởi động xe khoảng 10 đến 15 phút cho nhớt nó nóng lên. Nó sẽ tan, nó sẽ chảy ra, nó sẽ lỏng hơn, thì khi đó mình thay nó sẽ dễ hơn. Còn mình để nhớt mà nhớt nó đặc quá thì mình xả nó không sạch hết. Rất là đen, đen và nó sánh luôn á, đen sánh lại luôn. Rồi giờ mình sẽ dặn ốc nhớt lại rồi mình chế nhớt mới luôn thôi.
cái ốc nhớt á nó rất là nguy hiểm nha, nên khi mà mình dặn á mình dặn vừa tay thôi, không có nên dặn siết cứng quá nha. Khi siết cứng quá nó sẽ tuôn răng cái lóc mái, thì mình phải đi tô ren lại. Dặn thấy vừa tay là được, đừng có nên dặn quá. Rồi, cái này mình nên chùi kỹ để cho đất cát nó không có chảy ngược cho nha. Cái này ai dặn chắc quá. Dạng trắng chắc dữ vậy. Nhớt mà dặn cứng dữ lắm. Thank you.
Rồi sau khi mình đóng dưới chân này nè thì mình mở ra được rồi nha. Cái ốc nhớt dặn cứng quá nên đóng cái dưới chân này nè, đóng cái chân này thì mới mở được.
nhớt nhớt tới cái móc móc trên đỉnh nè là đủ nhớt nha, tới móc nè. Rồi. À, xin chào mọi người nha. Mình thay nhớt xong rồi. Thì mọi người có nhu cầu thay nhớt thì liên hệ mình.